Mới đây, thông qua số điện thoại đường dây nóng 090 999, kênh VTC9 nhận được phản ánh của người dân về một bó dây cáp dây điện bị võng xuống quá thấp xuất hiện từ lâu trên vỉa hè của Bệnh viện Quân y 103, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, không được quan tâm xử lý gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. Theo phản ánh, tuyến về hè tại đây thường xuyên có lượng lớn người dân qua lại, đặc biệt bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Quân y 103. Tuy nhiên từ lâu xuất hiện một bó dây cáp dây điện bị võng xuống quá thấp với các sợi dây lỏng hoàng. Ban đầu chỉ có vài sợi dây võng xuống, tuy nhiên sau thời gian bó dây, cáp điện đã bắt đầu bung ra rơi xuống cả phần đường phía dưới. Từ đó thì không chỉ mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho người qua lại cũng như là sự an toàn thông suốt của các đường dây truyền tải. Người dân đề nghị Ủy ban nhân dân phường Phúc La cũng như đơn vị quản lý sớm kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại.